ngay trong tập đầu lên sóng, Hoa Hồng Trên Ngực Trái đã mang đến cho khán giả những tình tiết đầy kịch tính và bất ngờ. Hoa Hồng Trên Ngực Trái là bộ phim truyền hình về hôn nhân sẽ lên sóng ngay sau khi Mê Cung kết thúc. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Quốc, nghệ sĩ ưu tú Công Lý, Hồng Diễm, Ngọc Quỳnh, Hồng Đăng, Kiều Thanh, Diệu Hương, Lương Thanh, Trọng Nhân. Bộ phim là câu chuyện đa chiều về cuộc sống gia đình, hành trình gìn giữ và tìm kiếm hạnh phúc cho mình của những người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Hoa Hồng Trên Ngực Trái cũng đề cập đến câu chuyện của những người phụ nữ tự tạo dựng sự nghiệp và có chỗ đứng trong gia đình. Ở những hoàn cảnh khác nhau, nhưng ly hôn luôn là quyết định, là rào cản mà họ không dễ dàng dám vượt qua, cho dù đó có thể là lựa chọn duy nhất để tìm lại hạnh phúc. Tập 1 sắp phát xong sẽ xuất hiện những tình huống vô cùng kịch tính. Khi Thái vừa chạy xuống cầu thang thì bắt gặp hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, cả hai đều là người yêu của Thái. Thái gọi điện hẹn một cô gái ở địa điểm khác rồi gặp Khuê, Hồng Diễm. Sau khi Khuê thông báo mình đã có bầu, Thái cũng lập tức nhận được thông tin tương tự từ cô gái kia. Rơi vào trạng thái bế tắc, Thái tìm đến thầy bói giả, Công Lý, để xin lời khuyên. Nghe lời thầy bói, Thái không chần chừ và quyết định gạt cô gái còn lại sang một bên để cưới Khuê. Thái báo tin cho mẹ để mẹ chuẩn bị cho việc hỏi vợ rủa vợ giáo ở đồ non sụp hoặc theo video tạng. Trao lâu Hoa Hồng Trên Ngực Trái tập 1. Nguồn VTV. Diễn biến chi tiết của bộ phim truyền hình Hoa Hồng Trên Ngực Trái tập 1 sẽ lên sóng VTV3 vào 21:40 tối nay 7.